Thưa quý vị, vào 19 giờ tối ngày hôm qua mùng 5 tháng 4 năm 2020, tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín là giảng viên của trường Đại học Ngân hàng Thành hcm Hồ Chí Minh, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của trường doanh nhân Bitline đã được phát hiện rơi từ tầng 14 tại chung cư xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và tử vong. Bất ngờ trước cái chết của tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, gia đình ông cũng đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc này. Ngày hôm nay, công an huyện Nhà Bè cho biết đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân tử vong của ông Bùi Quang Tín. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 5 tháng 4, ông Tín cùng một số người bạn đến căn hộ tầng 14 một chung cư tại xã Phước Kiển để chơi. Đến 19 giờ cùng ngày, nhiều người dân sống tại chung cư bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn và sau đó phát hiện một người rơi từ trên cao xuống. Và tử vong tại chỗ. Thi thể ông Tín được đưa đến nhà xác tại bệnh viện huyện Nhà Bè để phục vụ công tác điều tra theo thông tin ban đầu gia đình ông bùi quang tín nghi ngờ cái chết của ông tín là án mạng và đang đề nghị cơ quan điều tra làm rõ